Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. À, xin kính chào các bạn chị em, kính chào tất cả những anh chị em trong Facebook, trong nước ngoài nước, có tham dự trong buổi sáng hôm nay. Chúc bạn phước cho quý vị. Cảm ơn Chúa thì tháng năm này là tháng khác và phải nói rất là nhiều việc. Báo cho anh chị em đã đăng ký thi đại hội đồng của tổng hội năm 1931 để chuẩn bị sẵn sàng ngày 22 đến 24 là đi Đà Nẵng. Ban Tôn giáo Chính phủ mời để hội thảo tại Đà Nẵng. Ban Tôn giáo mời thì Ban Tôn giáo chịu tiền xe, tiền ăn, tiền phòng hết rồi. Chỉ có trong đại hội đồng thì chúng ta phải có tiền. Những anh chị em nhân sự, những anh chị em đã đăng ký được hội đồng thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Thì ngày 21 là ngày Chủ nhật đấy, chắc là thì Chủ nhật này chúng ta phải đi ra Đà Nẵng để dự hội thảo của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ta nhớ cầu nguyện nha, nhớ cầu nguyện nhiều, mình tập được ưu tiên để mà được Ban Chính phủ của nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ để mời để mà hội thảo để biết những cái lợi thì chúng ta được có pháp nhân ích lợi như thế nào thì chúng ta cần phải biết để chia sẻ cho tất cả những người tại nhà. Cảm ơn Chúa. Tháng 14 đấy thì tháng 13 thì số anh em của mình có 5 người đi ra Gia Lai. Thì có một số hội thánh ở Gia Lai cần chúng ta để nó bồi lên một ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật này hội thánh của Chúa chúng ta cũng nhớ cầu nguyện nhiều. Cái hội thánh năm này quá nhiều việc nên là hội thánh nhớ luôn luôn cầu nguyện cho mục sư, cho tất cả những người đồng hành, cho các điều hành tổng hội để Chúa thêm sức, thêm ơn. Và thánh linh của Chúa luôn luôn là đấng dẫn dắt và có thể ban ơn để ai nấy có thể thành công trong chức vụ của mình. Amen. À, bây giờ thì chúng ta sẽ vào lời của Chúa. Anh chị em chúng ta tôn trọng lời của Đức Chúa Trời, bởi vì lời của Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa cho chúng ta trở thành những con người theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trở thành những con người siêu nhiên và quyền năng, và trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta amen với lời của Chúa Trời, làm theo lời của Đức Chúa Trời với sự nhận dắt của Thánh Linh của Chúa, thì Chúa không để chúng ta trở thành những con người bình thường đâu. Nhưng mà Ngài nói là những người mà Ngài chọn lựa, Ngài kêu gọi thì Ngài cũng tuyên xưng công chính, mà Ngài tuyên xưng công chính thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Amen. 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 Ở trong dòng chảy của Thánh Linh của Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển. Nên khi nghe lời Chúa, tôi mong ước và nói với tất cả anh chị em, điện thoại chúng ta tắt, tập trung vào lời của Chúa Trời để nghe lời của Chúa Trời. Còn nếu chúng ta nhóm lại mà chúng ta ngồi dưới điện thoại, cứ xem điện thoại thì không nghe được cái gì của lời của Chúa Trời. Và chúng ta xem điện thoại nhiều quá và chúng ta mất trí nhớ. Nên cần phải tập trung vào lời của Chúa, ưu tiên hàng đầu trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì lời của Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan. Nguyện lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng anh chị em, hầu cho em dư dật mọi điều khôn ngoan. Amen. 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 Một người bình thường dưới đất này nhưng mà trở thành con của Đức Chúa Trời bởi lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và trở thành một người rất vĩ đại quyền năng bởi lời của Đức Chúa Trời. Amen. Trở thành một người mà siêu nhiên chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ, làm gì phép lạ bởi vì bởi lời của Đức Chúa Trời. Amen. Xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật để chúng ta có thể thông hiểu được lời của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen. Trong công vụ đoạn 2 câu 38-39 thì có chép như thế này: Phi-rơ đáp, hãy ăn năn và mỗi người phải nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu mà chịu phép báp tên để tội lỗi quý vị được tha thứ, rồi sẽ nhận được ân tứ Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành sẵn cho quý vị, con cái quý vị và tất cả những người ở xa xôi, tức là những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi. Amen.
Nhân danh Chúa Giêsu bà chịu phép báp têm để tội lỗi quý vị được tha thứ, rồi sẽ nhận được ân tứ thánh linh. Amen. Vì lời hứa này thuộc về các ngươi, con cháu các ngươi và hết thảy những người ở xa, và những người mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Amen. Amen. Bản dịch truyền thống cũ thì đó là nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Amen. Và ở đây có một điều mà tôi nhắc lại với hội thánh, đó là hãy ăn năn và mỗi người phải nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu mà chịu phép báp têm. Tức là tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu thì người ấy phải ăn năn tội lỗi của mình và phải nhân danh Chúa Giêsu chịu phép báp têm để tội mình được tha thứ, rồi nhận lãnh ân tứ thánh linh. Amen. Amen. Nhớ là những người tin Chúa Giêsu thì phải ăn năn tội và nhân danh Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Amen. Amen. Chứ ở đây không có nói những người làm báp têm cho mình. Rất là nhiều nơi, nhiều chỗ người ta hướng dẫn sai lạc, đó là bắt là phải báp têm lại nhân danh Chúa Giêsu, vì công vụ chỉ nhân danh Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh ghi là những người tin ăn năn tội và nhớ danh Chúa Giêsu chỉ phép báp têm, chứ không bảo những người làm phép báp têm những người giặc phong. Amen. Amen. Thì chúng ta cần phải nắm chắc điều này để những cái giáo lý mà đó là chỉ nhớ danh Chúa Giêsu chỉ phép báp têm mà thôi, điều đó nó không đúng với lời của Đức Chúa Trời. Tất cả những người được báp têm trong Kinh Thánh, trong công vụ thì chúng ta thấy rõ là ai nấy đều phải nhân danh Chúa chịu phép têm, là những người tin Chúa, là những người chịu phép báp têm, chứ không phải những người là báp têm. Giống như Sao-lơ cũng vậy, Anania nói rằng anh chẳng chờ gì nữa, hãy đứng dậy nhân danh Chúa Giêsu chịu phép báp têm rồi nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Là những người tin chứ không phải những người làm. Và cảm ơn Chúa thì chúng ta ôn lại. Nhiều lúc là chúng ta được báp têm trong Đức Thánh Linh, chúng ta nói tiếng lạ và chúng ta không biết rõ cái sự nói tiếng lạ ân tứ của Đức Thánh Linh như thế nào. Chúng ta cần phải biết, cần phải ôn lại. Amen. Amen. Sự ban cho của Đức Thánh Linh hay là ân tứ Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải hiểu rõ. Ân tứ Đức Thánh Linh có nghĩa là ân tứ nói tiếng lạ. Amen. Amen. Ân tứ nói tiếng lạ được Thánh Linh Chúa ban cho người được báp têm trong Đức Thánh Linh. Amen. Là cái ân mà ban cho từng cá nhân một và là của riêng của người ấy. Amen. Amen. Tức là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời Ngài không lấy lại. Ngài không bao giờ lấy lại. Thiên Roma 11 câu 9 là Ngài không lấy lại bao giờ. Amen. Đây là cái ân tứ nói tiếng lạ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho những người đã được báp têm trong Đức Thánh Linh. Đó là dấu hiệu của những người báp têm trong Đức Thánh Linh. Amen. 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 Được ban cho riêng người đó, từng cá nhân một, và ai nấy khi được báp têm Thánh Linh đều nhận lãnh ân tứ nói tiếng lạ, được gọi là ân tứ Thánh Linh. Amen. 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 Được gọi là ân tứ Thánh Linh để người đó có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta có những cái ân tứ nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ trong câu thứ nhất đoạn 12 thì đó là điều nói về ân tứ thuộc linh. Đó là ân tứ thuộc linh, có nghĩa là ân tứ đó là của Thánh Linh, và khi Thánh Linh Chúa vận hành thì người ấy mới nói được, và khi nói thì có người thông giải. Amen. Amen. Khi nói có người thông giải, nếu không ai thông giải thì người ấy ngồi xuống nói với chính mình và với Đức Chúa Trời, đó là nó về ân tứ Thánh Linh. Còn ân tứ thuộc linh là nó thuộc về Thánh Linh. Amen. Dưới sự vận hành của Đức Thánh Linh chứ không phải là của mình. Nhưng mà ân tứ tiếng lạ, ân tứ Thánh Linh mà Chúa ban cho
Baptêm Thánh Linh thì đó là ân tứ được cho riêng cá nhân của mình, để lúc nào chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời cũng được hết. Amen. Chúng ta hiểu điều này chưa? Nên là chúng ta cần phải thấu hiểu, để ai mà không hiểu chúng ta có thể chia sẻ cho đời sống của họ, họ cho họ hiểu thật sự. Một ân tứ Thánh Linh là ân tứ, nó chính là được ban cho cá nhân từ người một để nói chuyện với Đức Chúa Trời. Còn ân tứ thuộc linh là ân tứ nói tiếng lạ và không giải tiếng lạ, đó trong chính ân tứ của Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho, và Ngài vận hành dưới sự vận hành của Đức Thánh Linh. Và ân tứ để nói với hội thánh, nói với người khác. Amen. Cảm ơn Chúa. Công dụng của ân tứ Thánh Linh thì chúng ta biết cái công dụng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, thì ân tứ luôn luôn có công dụng của nó, không thể ban cho mà chỉ là vui vẻ rồi trong khởi sự đầu tiên nói tiếng là sau đó thì không còn nữa, không phải là như vậy. Cái công dụng của ân tứ Thánh Linh đó là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Nói chuyện với Đức Chúa Trời và nói lên cái sự mầu nhiệm. Trong Cô Tô Nhất đoạn 14 nói rằng người nào nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu người ấy nói gì, và người do Đức Thánh Linh nói những sự mầu nhiệm. Như vậy thì ân tứ nói tiếng lạ đó là nói chuyện với Đức Chúa Trời, bởi vì người ta không ai hiểu được, vì bởi do Thánh Linh mà người đó nói lên cái sự mầu nhiệm. Amen. Sự mầu nhiệm là gì? Sự mầu nhiệm có nghĩa là cái sự cao siêu mà vượt qua trí hiểu của con người, rất cao siêu vượt qua trí hiểu của con người, nên đó là được gọi là cái sự mầu nhiệm hay là cái sự huy nhiệm. Như vậy tiếng là ban cho những con người thuộc về Đức Chúa Trời. Amen. Những con người hưởng ơn cứu rỗi từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ai nấy hãy ăn năn tội lỗi của mình và nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để tội lỗi mà được tha thứ, rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh, hay là nhận lãnh ân tứ của Đức Thánh Linh. Có nghĩa là sau khi tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, sau khi ăn năn tội lỗi và nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm, thì người ấy sẽ nhận lãnh ân tứ Thánh Linh. Amen. Và cái công dụng của ân tứ Thánh Linh đó là nói chuyện với Đức Chúa Trời, bởi người ta không hiểu. Amen. 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 Khi chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời thì người ta không hiểu, Đức Chúa Trời hiểu, bởi vì nó lên những cái sự mầu nhiệm, nó quá cao siêu vượt qua trí hiểu của con người. Nên khi chúng ta nói tiếng lạ với Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng không hiểu và người khác cũng không hiểu, nhưng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thì chúng ta hiểu. Amen. Chúng ta muốn muốn hiểu tiếng mà mình nói chuyện với Đức Chúa Trời thì người nào nói tiếng lạ thì cũng cầu xin Chúa ban cho ân tứ thông giải để chúng ta có thể hiểu được phần nào đó về chúng ta nói gì. Nhưng mà ân tứ của Thánh Linh, ân tứ nói tiếng lạ là mọi người không hiểu. Amen. Còn tiếng lạ của ân tứ thuộc linh mà khi Thánh Linh vận hành trong hội thánh thì chúng ta đứng lên để nói tiếng lạ trong hội thánh là nói với con người, nói với con người và sẽ có người thông giải để cho người ta hiểu. Amen. Còn cái phần kia nói chuyện với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời hiểu, chúng ta không cần phải hiểu lắm. Amen. Trong Công Vụ đoạn 2 thì khi ngày lễ ngũ tuần đó, trong 20 môn đệ họ được Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trong phòng đó, lửa Thánh Linh đắp đậu trên mỗi người, và bên trong thì họ đầy dẫy Đức Thánh Linh và họ khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Khi họ nói các thứ tiếng khác
thì các dân tộc xung quanh đó khoảng 16 dân tộc, 16 tiếng nói ở tại nơi đó, thì họ nghe được tiếng sứ của mình. Họ nói rằng là những người này là những người Galilee, tại sao họ nói được thứ tiếng chúng ta sanh lễ, tức là thứ tiếng mà đất nước họ ở đó. Amen. Họ dùng tiếng của chúng ta sanh lễ nó lên sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Amen. Đoạn câu số 11 của đoạn 2, họ nói lên những việc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Như vậy công dụng của tiếng là tiếng mà Thánh Linh ban cho, gọi là ân tứ Thánh Linh, là nó lên sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Anh chị em có muốn nói lại cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời không? Amen. Khi anh chị em nói tiếng lạ với Đức Chúa Trời, một mình anh chị em nói với Chúa đó, là anh chị em đang nói sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, đang tôn cao Đức Chúa Trời của mình. Amen. 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 Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, chúng ta nói tiếng lạ, nói chuyện với Đức Chúa Trời, nói về cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, và chúng ta đang nói, đang tôn cao Đức Chúa Trời, và nói cái sự vĩ đại mà Đức Chúa Trời, mọi công việc vĩ đại mà Đức Chúa Trời đang làm, thì chúng ta có đây nói tiếng lạ không? Có đây không? Nhiều lúc môi lưỡi của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta có thể nặng ốc lên mà chúng ta tìm những câu kinh thánh, thuộc những câu kinh thánh, hay là chúng ta đọc những cái lời cầu nguyện các tôn tớ của Chúa trong kinh thánh, rồi chúng ta tôn cao Đức Chúa Trời của chúng ta, nói ra cái sự vĩ đại, công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, điều đó cũng rất là tốt. Amen. Nhưng mà đây là sản phẩm tiếng lạ, là ân tứ Thánh Linh được ban cho chúng ta. Khi chúng ta cất lên tiếng lạ là chúng ta nói lên những sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Anh chị em có nghĩ rằng là Chúa rất thích điều này không? Amen. Amen. Thì chúng ta nói tiếng lạ là nói lên những việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, nói lên những sự vĩ đại mà Đức Chúa Trời đang làm, thì Đức Chúa Trời cũng như ta rất vui thích khi chúng ta tôn cao Ngài. Khi chúng ta chúc tụng Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. 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 Nên mỗi ngày chúng ta hãy nói lên sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta hãy nói lên cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời qua ân tứ Thánh Linh. Amen. 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 Tôi cầu nguyện suốt ngày. Tôi thấy miệng của tôi thành ra thói quen tốt. Thói quen này là thói quen tốt nha. Amen. Còn cái thói quen xấu là bỏ đi. Amen. Amen. Thói quen tốt thì hãy giữ lấy và cứ tiếp tục nói chuyện, cứ lẩm bẩm mình nói chuyện với Đức Chúa Trời. Amen. Nằm xuống cũng có thể nói chuyện Đức Chúa Trời trước khi ngủ. Rồi nhiều lúc không ngủ được, cứ nằm xuống đó nhưng mà miệng vẫn nói chuyện với Đức Chúa Trời, cho đến chừng nào ngủ mê mà thôi, ngủ quên luôn. Amen. Hãy dần thấm trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy có mối thông công với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi vì đây là điều mà chúng ta đang giao thông với một Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Nhiều anh chị em thì nói tiếng lại chút xíu là hết rồi. Cái gì đó và nó có một cái gì đó ngăn trở mà tôi không ngọt ngào với Chúa được, không ngọt ngào trong việc nói tiếng lạ được. Nếu mà chúng ta thấy cản trở không ngọt ngào với Đức Chúa Trời trong việc ân nói tiếng lạ, thì hãy ăn năn tất cả những tội lỗi của mình, những gì sai trật của mình, hãy ăn năn giao thông suốt lại với Đức Chúa Trời đi. Amen. Rồi tiếp tục nói chuyện với Đức Chúa Trời. Có sự ngăn trở nào đó chúng ta hãy đuổi quỷ. Amen. Để chúng ta luôn luôn thông suốt với Đức Chúa Trời của chúng ta. Trong công vụ đoạn 10 câu 45-46, thì khi Phi-rơ đang giảng thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống trên gia đình cột nai, rồi biết bao nhiêu người mà ông mời đến đó. Thánh Linh giáng xuống thì những người mà tháp tùng đi với Phi-rơ thì thấy gì? Họ nghe những người này nói tiếng lạ. Amen. Họ thấy được âm tứ của Đức Thánh Linh đổ xuống trên người ngoại, vì họ nghe những người này nói tiếng lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Nói tiếng lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời trong công vụ đoạn 10 câu 45-46. Amen. Trong
Cô nhất đoạn 14 thì Phaolô ông cũng nói rằng là tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh, cũng cầu nguyện bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa. Amen. Amen. Như vậy là ca ngợi bằng tâm linh có nghĩa là ca ngợi bằng tiếng là ca ngợi trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ca ngợi bằng tâm linh, tức là bằng tiếng lạ đó, thì chúng ta biết rằng là thánh linh cùng làm việc với chúng ta, và qua cái ân tứ thánh linh này chúng ta sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời. Amen. Và điều này nhắc với ban nhạc, chúng ta đừng bao giờ quên. Amen. Ca ngợi thờ phượng Đức Chúa Trời trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Khi chúng ta ca ngợi bằng tiếng mẹ đẻ của mình, đó là bằng tâm trí của chúng ta. Tôi sẽ hát bằng tâm linh thì tôi cũng hát bằng trí khôn, tức là tâm trí nữa. Khi chúng ta hát trong tâm trí, tức là hát trong phần hồn của mình đó, thì xong thì chúng ta sẽ có 5-10 phút để hát trong tâm linh. Amen. 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 Và đây là điều mà Thánh Linh sẽ hành động, và Thánh Linh sẽ lãnh đạo chúng ta trong lúc này. Và là chúng ta bước vào cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh, sự điều hành của Đức Thánh Linh, chứ không phải còn là người chúng ta điều hành nữa. Amen. Ban nhạc, các trưởng ban nhạc không phải là người được bây giờ điều hành nữa, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ vận hành qua ban nhạc, sẽ vận hành qua hậu thánh của Đức Chúa Trời, và có thể có lời tiên tri, có thể có những lời khôn ngoan, lời trí thức cho hậu thánh của Chúa. Amen. Chúng ta có muốn được ơn trước mặt Chúa không? Amen. Qua ân tứ của Đức Thánh Linh, chúng ta giao thông với Đức Chúa Trời, chúng ta trò chuyện với Đức Chúa Trời, chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời. Nó là cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nó là những vị sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. À, và khi Ngài đẹp lòng, khi Ngài vui thích, thì Ngài sẽ vận hành giữa vòng chúng ta, và Ngài sẽ ban sứ điệp. Amen. Amen. Có những cái sứ điệp là lời tiên tri cho hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa có thể biết được tương lai của mình. Amen. Biết được mục đích của mình sẽ như thế nào và đến đâu, để rồi chúng ta có thể sống với mục đích. Amen. Amen. Chúng ta biết được rằng là tương lai chúng ta không biết rõ ràng, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời biết, và Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Có những hội thánh họ đi trong năng quyền của Đức Thánh Linh, như là Môi-se phải đi trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Mục đích của chúng ta là giảng phúc âm, giải cứu và chữa lành, và Chúa Thánh Linh sẽ bày tỏ chúng ta, dẫn dắt tiếp tục từng bước cho đời sống của chúng ta. Amen. Có những hội thánh khác thì họ có thể được ơn dân hiến, được ơn cầu nguyện, cầu thai gì đó. Đó là tùy theo cái chi thể mà Chúa biết, Chúa ban cho họ có cái mục đích nào đó, họ có thể làm việc. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi hội thánh là một chi thể trong thân. Amen. À, nếu chúng ta nói về hội thánh Phúc Âm Toàn Ngày Việt Nam, thì hội thánh của chúng ta là một chi thể trong thân thể của Phúc Âm Toàn Ngày Việt Nam. Amen. Và nếu mà hội thánh địa phương, thì mỗi người chúng ta là chi thể trong thân thể của một hội thánh địa phương. À, và chúng ta là những người Chúa ban ơn để chúng ta là những người phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Tôi cũng thế thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng cầu nguyện bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa. Amen. Amen. Rồi gì nữa? Nếu anh chị em chỉ cảm tạ Chúa bằng tâm linh mà thôi, thì thế nào một người bình thường đáp amen? Cũng với lời cảm tạ của anh chị em được, vì người ấy không hiểu anh chị em nói gì. Vì dù lời cảm tạ của anh chị em thật tốt lành nhưng không xây dựng được người khác. Anh ấy nói rằng là khi chúng ta cũng ngợi khen Chúa bằng tâm linh của chúng ta cũng ngợi khen Chúa bằng tâm trí của chúng ta cũng cầu nguyện bằng tâm linh, chúng ta cũng cầu nguyện bằng tâm trí, và chúng ta cũng cảm tạ Chúa bằng tâm linh.
và cũng cảm tạ Chúa bằng tâm trí. Trong tiếng lại chúng ta cầu nguyện, chúng ta khen thờ phượng thì cũng có phần cảm tạ trong lưng của chúng ta. Amen. Chúng ta nhớ là sản phẩm tiếng lạ đó là sản phẩm từ tâm linh của chúng ta, và chúng ta nói tiếng lạ là từ trái tim của chúng ta nó ra miệng, chứ không phải từ não bộ của chúng ta nó ra miệng nha. Chúng ta phải hiểu điều này. Và như vậy thì tâm linh chúng ta có thể cầu nguyện, tâm linh chúng ta có thể ca ngợi Chúa, và tâm linh chúng ta có thể cảm tạ Chúa. Và Phaolô ông cũng nói rằng là nếu chúng ta cảm tạ Chúa bằng tâm linh không á, thì đừng nghe ta không có hiểu, không có đáp amen được. Nhưng mà cũng phải cảm tạ Chúa bằng tâm trí, amen, thì người ta mới đáp amen được. Không thể thiếu cầu nguyện bằng tâm linh, cũng không thể cầu nguyện thiếu tâm trí. Amen. Khi hát bằng tâm linh cũng không thể thiếu hát tâm trí, và khi cảm tạ bằng tâm linh cũng phải cảm tạ bằng tâm trí nữa. Amen. Để người nghe người ta hiểu, người ta có thể đáp amen được. Như vậy thì chúng ta rất là nhiều điều tuyệt vời, phải không ạ? Đức Chúa Trời cũng phán qua tâm linh của chúng ta. Câu 21, câu 22 nói rằng là trong kinh luật có chép, Chúa phán: ta sẽ nhờ những người nói tiếng khác và dùng môi miệng người ngoại quốc để phán với dân này, nhưng do vậy họ vẫn không nghe ta. Như thế các tiếng lạ là một dấu không phải cho người tin, nhưng cho những người không tin. Còn nói tiên tri không phải cho những người không tin, nhưng là cho tín hữu. Tiếng lạ, Chúa nói rằng là trong kinh luật có chép, Chúa phán: ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và dùng môi miệng người ngoại quốc để phán với dân này, nhưng do vậy họ vẫn không nghe ta. Chúng ta thấy trong hội thánh đầu tiên thì những người nói tiếng lạ, phải không? Những người nói tiếng lạ là họ nói tiếng ngoại quốc, họ nói tiếng ngoại quốc, và những dân tộc đó họ nghe được tiếng ngoại quốc, nghe được tiếng của họ. Có nghĩa là tiếng lạ là một dấu cho người chưa tin. Amen. Là một dấu cho người chưa tin. Họ chưa tin nhưng mà họ nghe, họ nghe được tiếng sứ của mình, rồi họ sẽ tin. Phải vậy không ạ? Qua Công vụ đoạn 8 thì chúng ta biết rằng là khi Phi-rơ và dân đến đó đặt tay lên những người tin nhận Chúa đó, thì họ nhận lãnh Đức Thánh Linh, họ nói tiếng lạ đến nỗi mà ông thuộc sĩ Simon ông thích quá, ông lấy tiền ông dâng, ông nói là hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay đi ra, thì người đó đã nhận lãnh ân tứ thánh linh. Thì chúng ta thấy được khi chúng ta nhiều lúc chúng ta nói tiếng lạ, và hậu thánh đầu tiên chúng ta thấy rằng là những người Do Thái thì bắt bớ hậu thánh đầu tiên, và hậu thánh đầu tiên hướng về những người ngoại. Rất là nhiều người ngoại quốc họ được nhận lãnh sự cứu rỗi từ nơi Chúa Giê-xu, và họ nhận lãnh bắp tên trong Đức Thánh Linh, và họ nói tiếng lạ, và Chúa nói là Ngài sẽ dùng người ngoại quốc nói tiếng lạ để phán với dân này, nhưng mà chúng nó vẫn không tin. Amen. Chúa sẽ dùng đời sống của chúng ta để phán. Có những cái câu chuyện mà chúng ta biết rằng là có một em bé trong một hội thánh của Chúa, em đi xuống cầu thang thì thấy một người đàn ông đi lên cầu thang, thì em bé này bắt đầu nói một tràng tiếng lạ cho người đó. Người đó quỳ gối xuống khóc. Em bé này không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái người đó là người Do Thái, người đàn ông đó là người Do Thái, và em bé này là người dân của họ, nhưng nói tiếng Do Thái rất là đặc biệt. Những người Do Thái họ nghe được tiếng sứ mình, những người Do Thái được Chúa sử dụng những con người ngoại quốc nói
tin lành, nhưng mà họ không xin. Chỉ có những con người được Chúa kêu gọi bắt phục họ tin, nhưng mà đa số người Do Thái họ nghe tiếng lạ ầm ầm trong ngày lễ ngũ tuần đó, nhưng mà họ không tin. Rất ít người, và những người các dân tộc khắp nơi trên thế giới họ trở về đó thì họ tin nhận Chúa Giêsu. 3.000 người đó tin nhận Chúa Giêsu. Và tiếng lạ vô cùng tuyệt vời cho đời sống của chúng ta. Một cái câu chuyện một cái mục sư người Mỹ, ông đến một cái xứ ăn thịt người đó, cái nơi những hòn đảo ăn thịt người đó, để mà truyền giảng, để cứu dân tộc này. Ông đến với một hòn đảo kia là hòn đảo không ăn thịt người, trụ ở đó cầu nguyện và chuẩn bị tìm kế hoạch để qua hòn đảo ăn thịt người đó mà rao giảng. Nhưng mà không biết cách nào cả, chưa biết cách nào cả, thì vợ của ông bị sốt rét quá nặng, nên là ông phải sai người, cách 5 người đi về để mà lấy thuốc. Nhưng mà đi thì phải đi ngang hòn đảo lắm, nên là cách 5 người đi thì 4 người chạy về, thì 1 người bị bắt lại. Thì dân đảo đó nó làm một cái lều, nó căm một cái lều, nó đóng cái cọc, nó cột trói cái người nhân sự ở đó. Bên ngoài người đó thì có bức màn, phía trước thì có hai người trong làng đó, họ cầm hai cây thương, giống như là hai vệ sĩ cầm hai cây thương dựng đứng và giữ bảo vệ cái người bị bắt đó. Họ chuẩn bị làm thịt đó, làm thịt để mà dân tế lễ, rồi làm thịt để chia cả làng. Thì 4 người về báo lại cho mục sư. Mục sư suy nghĩ rằng là do mình sướng cho anh em đi, nên là bây giờ mình phải có trách nhiệm cứu anh em của mình. Thì ông ta có kế hoạch rằng là nhóm của ông sẽ đi thẳng vào cái lều đó để giải cứu anh em của mình, còn một nhóm khác ở phía khác sẽ hô lên, làm trọng lên để cho dân làng nó rượt đuổi những người phía bên này, để rồi ông vào phía bên này để mà cứu anh em của mình. Nhưng mà ông cứ đi tới lẳng lặng, cứ đi tới mà ông nghe chuyện gì hết. Thì hai cái người cầm hai cái thương dựng đứng đó cũng đứng như là một vệ sĩ và không nhúc nhích gì hết. Ông vào trong lều đó, ông vào phía sau đó, ông mở trói cho anh em của mình, xong ông xốc anh em nó hãy chạy đi. Mà người này sợ quá, tay chân bủn rủn không chạy được. Rồi anh này, ông này ông lôi người bạn của mình ra khỏi lều. Vừa lôi ra khỏi lều thì ông thấy dân làng bao quanh hết cái vòng phản biện như thế này, thấy bao quanh nó ngồi nó chờ ở trên đó rồi. Ông thấy hai người ngồi chính giữa cái vòng phản biện đó, ông tin rằng là có một ông chủ làng với lại một người phụ thuộc. Ông vừa ra khỏi, ông thấy dân làng bao quanh hết rồi, coi như là xong rồi, thì ông đứng đó không biết như thế nào. Thì ông ta thấy một cái người, đó là người đó là chủ làng đó, nói với ông phù thủy cầm một cây sậy, nó nói gì đó, rồi quăng cái sậy xuống đất. Cái ông phù thủy đó, ông mới lấy cây sậy đó, ông chạy lại ông mục sư với là người bạn. Ông cũng cầm cây sậy, ông nói ông lọt xong cầm quăng cái sậy xuống đó. Thì ông mục sư này ông đâu có hiểu tiếng gì đâu, đâu biết gì đâu, thì cứ nghe nói rồi quăng cái sậy xuống. Thì ông nghĩ trong đầu chắc là nó muốn mình nói cái gì đó trước khi chết đó. Trước khi chết muốn nói gì thì nói đi đó. Ông cầm cây sậy lên thì lời của Đức Chúa Trời nhắc cho ông nhớ là nhiều lúc chúng ta muốn cầu nguyện, muốn nói gì đó nhưng mà không biết cách gì để nói cho xứng đáng, thì Đức Thánh Linh sẽ lấy sự thở than không nói ra được của chúng ta mà cầu tha cho chúng ta. Ông nhớ Roma đoạn 8 câu 6 thì ông có nói với Chúa rằng Thánh Linh ơi giúp con, bây giờ con không biết nói gì hết, con cũng không hiểu gì hết, Chúa nói qua con đi. Thì bắt đầu miệng ông mở ra nói 20 phút bằng tiếng lạ, ông chẳng hiểu luôn. Ông thấy ông càng nói thì dân làng nó càng khóc, nó dụi mắt, mắt người nào cũng đỏ nước mắt họ coi như đổ xuống.
Ông nói 20 phút sau rồi đêm nào không nói được, ông cứ đứng xem cái tình hình đó ra sao. Thì ông thấy người chủ làng mới nói với cái ông mục thủy, thì ông mục thủy này nó kêu mấy người đó là bắt bốn con gà, hai con gà, ra là đem hai con dặn cổ rải huyết trên người này, dặn cổ rải huyết trên người kia. Ô hai ông mục sinh ông mừng quá rồi, chắc là hai con gà đã chết thế cho hai người của mình rồi, tức là được giải thoát rồi đó. Rồi sau đó cho mỗi người một con gà đem về, mừng quá đi về thôi, không biết chuyện gì xảy ra hết. Rồi sau đó thì bắt đầu từ chỗ đó họ mới làm quen với đàn này, họ làm quen, làm quen dần dần thì họ biết tiếng của dân làng, rồi họ mới nói chuyện với dân làng. Họ nói tại sao các ông bắt chúng tôi rồi định làm thịt, nhưng mà tại sao mà lại tha cho chúng tôi, lại tặng cho mỗi người một con gà đem về nữa là sao? Thì họ nói rằng là cái lúc mà ông nói chuyện với chúng tôi đó, ông như một thiên sứ sáng ngời, và ông dùng tiếng của chúng tôi nói cho chúng tôi, và Chúa cao trách tội lỗi của chúng tôi, chúng tôi phải ăn năn tội lỗi khóc và tha cho mấy ông về đấy. Ồ quá tuyệt vời. Như vậy nếu mà không có tiếng đạo thì điều gì xảy ra chị em? Hai người ra đi luôn rồi, không còn chinh phục gì nổi cái dân đàn ở đó. Amen. Amen. Chúng ta thấy là tiếng đạo là vô cùng ích lợi. Amen. Vô cùng ích lợi cho mỗi một đời sống trong giống như là một cái ân tứ Chúa ban cho chúng ta, để mỗi khi cần chúng ta hãy cầu nguyện trong tiếng lạ thì phép lạ nó xảy ra đó. Amen. Amen. Một giáo sĩ người Mỹ và mang hai vali kinh thánh vào Trung Quốc, cái vào trong cửa khẩu, tự nhiên cái anh cửa khẩu nói bà nó được kiếm Trung Quốc, tôi cho bà vào khỏi cần phải sốt chứ. Bà làm một tràng tiếng lạ, cái anh hai con nó nói vào đi, mà bà chẳng biết bà nói gì nữa. Nhưng mà người đó hiểu được tiếng của họ, bà nói tiếng Trung Quốc luôn, rất là đặc biệt. Nên chúng ta cần phải quý trọng tiếng lạ mà Ngài ban cho chúng ta, đó là ân tứ Thánh Linh được ban cho chúng ta, hãy quý trọng nó. Amen. Tôi cũng đã từng là giơ tay cầu nguyện tiếng lạ mà nhiều người bỏ chạy rồi. Amen. Những người chuẩn bị đánh mình đó bỏ chạy, bởi vì sao? Họ nói là mình phù phép gì đó không biết, nghe tiếng lạ họ sợ lắm, rất là sợ hãi. Bởi vậy tiếng lạ là vô cùng ích lợi cho quý vị. Những gì mà Đức Chúa Trời ban cho là ích lợi cho chúng ta, nên hãy sử dụng nó. Amen. Đây là ân tứ Thánh Linh, ân tứ nó chính là được Đức Chúa Trời ban cho. Đây là sản phẩm của tâm linh chúng ta, để chúng ta giao thông liên tục với Đức Chúa Trời, nói chuyện với Đức Chúa Trời, nói cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nói cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và có thể giải phóng chúng ta những cái điều mà nó khó khăn, hay là những cái điều gì đó nguy hiểm. Amen. Amen. Để chúng ta trở thành những con người rất là siêu nhiên, rất là vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và tiếng lạ là gây dựng chính mình. Amen. Amen. Tiếng lạ là ích lợi cho chúng ta trong mọi sự, trong khi đi ra, trong khi những cái lúc mà nguy hiểm, trong những lúc bị tấn công, chúng ta có thể sử dụng tiếng lạ. Nhưng mà tiếng lạ cũng là gây dựng chính mình. Amen. Amen. Quý vị muốn được gây dựng không? Amen. Hãy cầu nguyện tiếng lạ nhiều, chúng ta được gây dựng. Amen. 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 Anh chị em mỗi ngày cầu nguyện tiếng lạ được bao nhiêu? Tôi thì tôi biết là tôi cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng không có kiểm tra được, nhưng mà tôi liên tục cầu nguyện. Nhưng mà anh chị em cầu nguyện được tiếng không? Được không? Được không ạ? Thêm lên nữa nha. Amen. Cứ thêm lên nữa, bởi vì đây là cái sự giao thông với Đức Chúa Trời liên tục mà cầu nguyện không ngưng nghỉ, gọi là cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện trong Thánh Linh, cầu nguyện không thôi, chúng ta cần phải liên tục cầu nguyện. Nó lợi vô cùng cho chúng ta, là gây dựng cuộc đời của chúng ta. Amen. Khi chúng ta cầu nguyện tức là có ai là trong chúng ta cầu nguyện tức là mình cảm thấy trong người của mình nó cái gì đó nó muốn ra khỏi không? Đó mà. Yeah.
có những cái tà linh nó chịu hết nổi, nó phải ra khỏi. Mà bởi vì những cái tà linh đó nó không thay đổi, Satan nó không thay đổi, cái bản chất xấu của nó, cướp giết hủy diệt là như thế, nó không có thay đổi. Nên những người bị tà linh nó không thay đổi. Nhiều lúc mà thấy người này một người bình thường khi sai trật họ có thể thay đổi, họ có thể sửa lại. Nhưng mà nếu mà có tà linh ở trong đó thì nó y chang như vậy, nó hoài nó cũng không thay đổi. Bởi vì phải đuổi tà linh ra thì nó mới thay đổi. Amen. Đuổi cái linh nó ra thì nó mới thay đổi được. Con người thật người đó mới thay đổi được. Chúng ta cần phải được gây dựng khi chúng ta cầu nguyện tiếng này. Amen. Ngày xưa tôi say mê, tôi cầu nguyện, cũng phải là say trong thánh linh, cầu nguyện suốt ngày. Đi ra trường giáo, hồi đó là còn đi xe ôm á. Buổi sáng cầu nguyện 2 tiếng xong đi làm. Đi ra thì không có khách, cứ ngồi đó ca hát một mình, cứ nói tiếng lòng mình với Chúa thôi. Còn ai gần gũi mình nói chuyện, nếu không có thì ngồi thì tập trung anh em xe ôm giảng cho đó. Tôi cầu nguyện biết là suốt ngày như vậy, say mê trong thánh linh của Đức Chúa Trời, cho đến chừng khi mà tôi và em của chị Phước đến cũng đi nhà thờ, về nhà ghét mà bắt đầu vào tự nhiên tôi bắt đầu chia sẻ về bắp tên nó lên, nói tiếng lại cô ta khoái quá, nó nói cầu nguyện cho em đi, mới quỳ lại nhặt rồng. Chuyện gì vậy? Mới quỳ lại nữa, nhặt cái rồng xuống, quỳ lại một thứ ba, bảo nó không nhặt rồng. Và nói Chúa ơi, chuyện gì xảy ra thì con không hiểu. Nhưng Chúa nói rằng là trong con á đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, cái bình của con nó đầy, nó tràn ra bên ngoài, nó chạm đến được ạ. Amen. Như phi rơ chúng ta thấy không ạ? Phi rơ, cái bóng nó phi rơ cũng chữa lành cho nhiều người mà, bởi vì quyền năng của thánh linh bao phủ cả bên ngoài, cả bên trong đầy dẫy, cả bên ngoài, nên cái bóng của mình cũng được chữa lành nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu anh chị em cứ tiếp tục cầu nguyện giống như là cắm vào nguồn điện để đầy dẫy quyền năng của thánh linh Đức Chúa Trời, và đầy dẫy quyền năng thánh linh đuổi quỷ chữa lành nhanh chóng. Chứ còn nếu chúng ta không đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta cầu nguyện chữa lành rất là chậm, đuổi quỷ cũng rất là chậm, bởi vì thiếu quyền năng. Có nhiều người nói là ôi một sức lực được ơn đuổi quỷ, được ơn đuổi quỷ, được ơn chữa lành, nhưng mà thật sự tôi thấy rằng đầy giải quyền năng sẽ nhanh gọn. Amen. Đầy giải quyền năng là nhanh gọn lắm. Amen. Chữa lành đuổi quỷ rất là nhanh chóng. Amen. Nhưng mà thiếu đầy giải quyền năng thì không có nhanh chóng. Chúng ta thấy được trong công vụ đoạn 6 không? Ê tiên và các chấp sự đầy giải đức tiên và đức thánh linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh và ân sủng. Amen. Họ là những người chấp sự thôi, họ đầy dẫy Đức Tin và Đức Thánh Linh, đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh. Từ câu 5 đến câu số 8 thì chúng ta thấy đầy dẫy. Nên Philip mà đến xứ Samari giảng thì chúng ta thấy rằng nhiều quỷ la lớn tiếng ra khỏi nhiều người hoàn toàn được chữa lành, cả thành vui mừng khôn xiết. Amen. Amen. Khi đầy dẫy thì đi ra nhanh như chớp, nhưng mà không đầy dẫy thì sao? Chậm lắm anh chị em, nhiều lúc rồi rất là chậm, chờ cũng hơi cực ấy. Bởi vì giống như là những cái loại thuốc mà bác sĩ chữa bệnh á, nó giảm từ từ. Do quyền năng của Chúa tức tắc chữa lần ngay, phục hồi ngay. Nên hãy đầy dẫy thánh linh vào ngày này của ngài. Amen. Thánh linh của Chúa luôn luôn là đấng cầu thay cho chúng ta. Amen. Khi chúng ta cầu nguyện thánh linh, chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào, nhưng mà thánh linh lấy sự thở than không hóa ra được của chúng ta mà cầu thay cho chúng ta. Amen. Thánh linh sẽ cầu thay cho chúng ta. Hãy cầu nguyện trong thánh linh. Ngày mai chúng ta không biết gì, nhưng mà chúng ta cứ cầu nguyện trong tiếng lạ thì thánh linh cầu thay cho chúng ta. Amen. Một ngày kia tôi cầu nguyện, trong cái ngày kia cầu nguyện 3 ngày, tôi cầu nguyện một người bên cạnh, cũng hai người cũng quỳ gối cầu nguyện. Chúa thúc giục tôi ôm người đó, tôi cầu nguyện mà tôi khóc quá chừng, tôi không biết tôi khóc cái gì. Sau đó thì xong rồi tôi nói với anh đó nè, chú khóc cho anh
Tôi không biết anh có năn đề gì đó, tôi không biết, nhưng mà Chúa biết, Chúa khắp cả. Người đó cảm động, cảm tạ Chúa. Vì lúc khóc cho người khác, cầu nguyện, cầu tha cho người khác. Amen. 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 Chúng ta biết là vô cùng tuyệt vời. Thánh Linh sẽ cầu thai theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Thánh Linh sẽ cầu thai cho chúng ta, mà tôi tin chắc rằng là Thánh Linh cầu thai chúng ta qua tiếng lạ thì điều gì xảy ra? Không có sai. Thánh Linh cầu thai làm sao sai được? Chúng ta phải cầu nguyện bằng tâm trí của chúng ta, bằng trí khôn của chúng ta. Chúng ta có thể nói ra nhưng mà nhiều lúc nó cũng không đúng nữa, không có hoàn hảo được. Nhưng mà Thánh Linh cầu thai thì không có sai chút nào. Amen. Hãy cầu nguyện trong Thánh Linh của Chúa. Do vậy chúng ta cần phải cầu nguyện bằng tâm trí, cũng cầu nguyện bằng tâm linh nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ cầu nguyện bằng tâm linh không. Nếu anh chị em cứ cầu nguyện bằng tâm linh không thì cái tâm trí của anh chị em không có ngọt ngào, không có trôi chảy đâu. Phải vậy không? À, nhiều lúc chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ quen rồi, chúng ta cầu nguyện qua tiếng Việt nó khựng lại, nó không có trôi chảy được. Nhưng mà chúng ta phải tập tành vừa cầu nguyện trong tâm trí, cũng cầu nguyện trong tâm linh. Và tâm linh chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn tâm trí của chúng ta. Amen. Một sư Châu Trân Kỳ ông nói là tôi cầu nguyện bằng tâm linh 60%, cầu nguyện bằng tiếng mai đại của mình 40% thôi. Bởi vì tâm linh sẽ lãnh đạo đời sống của mình. Tâm linh cần phải mạnh mẽ. Amen. Phải trỗi hơn tâm trí. Amen. Amen. À, nên tâm linh phải mạnh mẽ, tâm linh phải giao tiếp với tâm linh của Đức Chúa Trời liên tục. Phải nói chuyện với Đức Chúa Trời liên tục để tâm linh nhận sự cải thiện từ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta có thể bước đi trong những ngày còn lại trên đất. Amen. Và tâm linh phải làm chủ cuộc đời của mình. Amen. Amen. Đã nhiều lúc chúng ta cầu nguyện mà tâm trí không, tâm linh chúng ta không cầu nguyện thì sao? Tâm linh nó sẽ yếu kém và nó không lãnh đạo được đâu. Nhưng mà tâm linh chúng ta phải mạnh mẽ, có sức mạnh, có quyền năng của Thánh Linh, có ơn của Chúa để chúng ta để lãnh đạo cả cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ thì nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, chúng ta biết được cái ân tứ này là bởi Thánh Linh ban cho. Amen. Chúng ta cầu nguyện thì Thánh Linh của Chúa nhắc nhở đời sống của chúng ta cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa bọn chúng ta. Trong Giăng 14 câu 16 câu 17 thì Thánh Linh đến thì Ngài sẽ nhắc cho các người nhớ mọi điều. Amen. 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 Hãy cầu nguyện tiếng lạ. Người nào còn cầu nguyện tiếng lạ, còn ham mê cầu nguyện trong tiếng lạ là nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống chúng ta, sự hiện diện, sự ngự trong tâm linh của chúng ta. Thánh Linh ngự trong đền thờ này, chúng ta nhớ điều đó. Tăng cường đức tin, tức là hãy có như làm cho mình có một cái tăng cường cái đức tin. Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh thì làm cho tăng cường đức tin của chúng ta, như Giu-đê câu 20 là gây dựng đức tin rất thánh của chúng ta, để làm cho đức tin chúng ta mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Amen. Hãy cầu nguyện trong Thánh Linh. Trong Corinto, trong Giu-đê, trong những cái gì mà follow nói thì nói về cầu nguyện trong Thánh Linh, có nghĩa là cầu nguyện trong tiếng lạ là cầu nguyện trong tâm linh và sẽ tăng cường đức tin của chúng ta mỗi một ngày. Amen. Và khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ là từ tim của chúng ta nói ra môi lưỡi, và nó sẽ khúc phục cái môi lưỡi của chúng ta. Chúng ta biết chắc là cái môi lưỡi chúng ta ngày xưa thì cái môi lưỡi này thì rất là tệ, mà phải nói rằng là gọi là đô hội của tội lỗi. Phải không ạ? Cũng cái lưỡi này ca ngợi Đức Chúa Trời, rồi cũng cái lưỡi này để rủa xả người khác, chửi bới thì thôi rồi. Phải không? Nổi cơn sắc thịt lên thì không còn cái gì nữa. Nói như thế nào cho hả dạ mình thôi. Mà cái lưỡi này không bị khuất phục, bởi vì Gia Cơ nói rằng là người ta có thể làm cho muôn vật có thể khuất phục được, nhưng mà cái lưỡi này không ai khuất phục được, mà là đô hội của tội ác. Nhưng mà khi chúng ta được tất cả mình nói tiếng lạ thì cái lưỡi chúng ta sẽ được khuất phục. Chúng ta sẽ nói tiếng lạ và chúng ta sẽ được gây dựng. Những gì xấu xa, những gì dơ bẩn hãy
được thanh tẩy ra khỏi đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Có một tôn tớ của Chúa là một người Malaysia ngày xưa đã giúp anh em chúng ta là những người truyền giáo đó. Ông nói rằng là ngày xưa ông là một người nói ngọng, ông là một người cà lâm. Nhưng mà khi ông được bắt tên trong Đức Thánh Linh thì bây giờ ông nói nó như gió. Nó nhanh như gió mà nghe không kịp nữa. Ồ, rất là tuyệt vời. Khi chúng ta cầu nguyện cái nạn nhiều, cái ngập ngừng nó không còn nữa. Amen. Và tiếp tục nó rất trôi chảy, nó rất là mạnh mẽ và khuất phục được cái lưỡi của chúng ta. Nếu anh chị em không muốn sống trong sắc thì không muốn nói bậy, không muốn chửi rửa người khác, hãy nói cái nạn càng nhiều càng tốt. Amen. Amen. Rồi trong Ê-sai 28 câu 11, 12 đó lên làm tươi mới thuộc linh của chúng ta. Ê-sai 28, chúng ta xem Ê-sai 28 câu 11, 12 sẽ nói gì ở đây. Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng lấp bắp và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này. Ngài phán với họ, đây là nơi yên nghỉ, hãy để cho kẻ mệt mỏi yên nghỉ. Đây là nơi yên tĩnh, nhưng chúng nó không nghe. Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng lấp bắp và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này. Ngài phán với họ, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt mỏi yên nghỉ. Đây là nơi yên tĩnh. Như vậy là tiếng lạ làm tươi mới tâm linh của chúng ta, làm tươi mới đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ, chúng ta được bình an, chúng ta được yên nghỉ, được an toàn, vì đây là nơi yên nghỉ. Trong tiếng lạ có sự yên nghỉ, phải vậy không? Đây là nơi yên nghỉ, hãy để cho kẻ mệt mỏi yên nghỉ, và đây là nơi yên tĩnh. Amen. Chỉ có trong tiếng lạ, trong âm tứ của Thánh Linh, chúng ta mới được yên nghỉ, chúng ta mới được yên tĩnh. Amen. Amen. Tôi nhớ hội thánh đầu tiên của hội thánh Hosea, họ đã nhóm cái nhà cổ của tôi phía trước. Có một anh em nói một sư ơi, cho em mượn chiếc xe em đi mua heo về nuôi, để cho anh ta mượn đi. Rồi lòng của tôi bối rối và bất an quá, tôi cầu nguyện. Tôi hồi đó tôi đọc Thiên Chiên 139 rồi, tôi nói là để đọc luôn một đoạn nữa, ta muốn nuôi cho nó chẳng nha. Nhưng mà tôi đọc không nổi nữa, mà tôi phải vào phòng tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện một tiếng đồng hồ sau, tôi thấy nó rất là nhẹ nhàng, không còn cái gánh nặng đè đến mình nữa. Khi tôi ra khỏi ra phía trước, tôi thấy anh đó dắt cái xe tôi, nó một sự tí nữa em đâm cái con bé nhỏ nó chết rồi. Có sao vậy? Bởi vì em đang đi như thế này, cái rồi nó đập xe đạp, nó băng ngang qua cái, may là em bật cái tay lái, nó đâm vào cái bờ đất đó, chứ không là con nhỏ chết rồi. Còn xe tôi cái đầu phía trước quẹo bánh mà hư trơn, cuối cùng nó đâu có tiền nữa, mình cũng phải sửa thôi. Rồi nếu mà nó đập chết thì sao? Bởi vì cái xe tay của mình, cái thời kỳ đó coi như là xe lớn không xe nhỏ là xe lớn là bị thôi, chứ còn không có nói như ngày hôm nay đó. Bởi vì Chúa Thánh Linh khuấy động trong lòng của mình, nó bất an mà thấy điều gì đó có thể sắp xảy ra cho cái người nào đó, mình cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho đến khi cái gánh nặng đó nó bơi đi là xong rồi đó. Chúa nghe lời cầu nguyện của mình rồi, cảm ơn Chúa thì nó dắt xe về an toàn. Dù nó hư xe nhưng mà nó vẫn không có lớn lắm. Amen. Và tôi nói với quý anh bạn chị em là có một cái chị em đang ngồi thánh, cũng là nhân sự đang ngồi thánh, đêm đó nằm trằn trọc không ngủ được, mà không chịu dạy cầu nguyện, không có dạy bên. Sáng sớm ngày mai tin báo mẹ qua đời, trong khi đó người mẹ chưa biết Chúa, nói nhưng mà chưa tin Chúa. Nếu người ấy nhảy bén, thức dậy và cầu nguyện ngay trong đêm thì Chúa có thể chữa lành cho bà, và Chúa cho bà có cơ hội sống để có thể tin nhận Chúa. Nhưng mà người này lăn qua lăn lại, sáng ngày nghe tin dậy rồi chỉ khóc nấc thôi. Hỡi quý bà chị em,
khi Thánh Linh thấy đó, có điều gì đó chúng ta cảm nhận được và ta phải cầu nguyện. Và khi chúng ta không biết cái cầu nguyện điều gì, Đức Thánh Linh sẽ lấy sự thở than không nói cho được của chúng ta mà cầu thay cho chúng ta. Cái cầu nguyện trong tiếng lạ là cầu thay cho chúng ta. Amen. Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Nhiều lúc mà chúng ta muốn cầu nguyện cho gia đình của mình, người cha, người mẹ của mình, anh chị em của mình, nhưng mà mình không biết hỏi như thế nào cầu nguyện, thì hãy cầu nguyện trong tiếng lạ và Thánh Linh sẽ cầu thay cho. Amen. Nếu mà muốn cầu nguyện tự nhiên là muốn Thánh Linh muốn thúc giục là mình cầu nguyện cho mục sư của mình, mục sư của mình đang có vấn đề gì đó, thì chúng ta không biết điều gì, nhưng mà Thánh Linh biết, hãy nhờ cậy Thánh Linh mà cầu thay trong Thánh Linh. Amen. Thánh Linh sẽ cầu thay. Amen. Mọi lỗi của chúng ta, nhưng mà ân tứ của Đức Thánh Linh, chúng ta cùng Thánh Linh cộng tác để cầu thay. Cảm ơn Chúa. Đây là nơi yên nghỉ, đây là nơi yên tĩnh. Thiên hạ là nơi yên nghỉ, thiên hạ là nơi yên tĩnh. Hãy để cho những kẻ mệt mỏi yên nghỉ. Amen. Ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đã đến cùng ta, ta sẽ cho các người được yên nghỉ. Chúa Giêsu kêu gọi. Kêu gọi hơn những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đến cùng ta, ta sẽ cho các người được yên nghỉ. Nếu khi ngày về trời là ngày đổ Thánh Linh xuống, mà khi đổ Thánh Linh xuống thì bắt đầu tiếng lạ phát ra. Và đó là nơi yên nghỉ, đó là nơi yên tĩnh. Khi bất an, khi rối loạn, khi phong ba bão tố sẽ đến, hãy cầu nguyện trong tiếng lạ. Amen. Thì Ngài sẽ cho chúng ta yên nghỉ, Ngài sẽ cho chúng ta yên tĩnh. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Ba điều chúng ta cần nhớ. Thứ nhất, ân tứ Thánh Linh là gì? Là ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta, ban riêng cho chúng ta, thành của riêng của chúng ta. Đó, để nó chuyện với Đức Chúa Trời. Amen. Và cái công dụng của ân tứ Thánh Linh là nói chuyện với Đức Chúa Trời, nói sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nói lên cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, và có thể lời khen, có thể cầu nguyện Đức Chúa Trời, và có thể sử dụng ân tứ đó để phát Đức Chúa Trời sẽ phán qua, nói qua ai đó. Amen. Và ích lợi của việc nói tiếng lạ đó là gây dựng cho mình và cầu thay. Thánh Linh sẽ cầu thay và nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tăng cường đức tin, khuất phục cái lưỡi, làm tươi mới thuộc linh của chúng ta. Amen. Amen. Nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và đừng bao giờ bỏ cái ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Amen. Xin hầu thánh chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta hãy lòng cầu nguyện trong thi nhân này. Mỗi người chúng ta đang cầu nguyện có thể là 5 phút, mỗi người chúng ta đang cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.